Phượng quê tôi sông Hồng màu đỏ, người dân quê tôi chịu thương chịu khó, tình nghĩa thủy chung văn hiến ngàn đời, con gái quê tôi hiền hậu đảm đang. Đàn phượng quê tôi trong xanh sông đáy, người dân quê tôi tấm lòng rộng mở, câu hát treo tàu tự hào quê hương, tình làng nghĩa xóm thuần hòa yêu thương. Tôi yêu quê tôi tháng ngày say đắm, đắm say cuộc đời cho hạnh phúc tương lai. Tôi yêu quê tôi đất địa linh nhân kiệt, bao nhiêu hiện tại sự xanh lưu danh. Tôi yêu quê tôi những mùa trăng sáng, sáng soi đường làng cánh đồng lúa mênh mang. Đàn phượng quê tôi những chiến đê gió lộng, cánh diều tôi thơ bay giữa trời xanh. Trong xanh sông đáy, người dân quê tôi tấm lòng rộng mở, câu hát treo tàu tự hào quê hương, tình làng nghĩa xóm thuần hòa yêu thương. Tôi yêu quê tôi tháng ngày say đắm, đắm say cuộc đời cho hạnh phúc tương lai. Tôi yêu quê tôi đất địa linh nhân kiệt, bao nhiêu hiện tại sự xanh lưu danh. Tôi yêu quê tôi những mùa trăng sáng, sáng soi đường làng cánh đồng lúa mênh mang. Đàn phượng quê tôi những chiến đê gió lộng, cánh diều tuổi thơ bay giữa trời xanh. Tôi yêu quê tôi tháng ngày say đắm, đắm say cuộc đời cho hạnh phúc tương lai. Tôi yêu quê tôi đất địa linh nhân kiệt, bao nhiêu hiện tại sự xanh lưu danh. Tôi yêu quê tôi những mùa trăng sáng, sáng soi đường làng cánh đồng lúa mênh mang. Đàn phượng quê tôi những chiến đê gió lộng, cánh diều tươi thưa bay giữa trời xanh, cánh diều tươi thưa bay giữa trời xanh.
mẹ cố cùng vỗ về. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiệt thà. Ý kiến chỉ đạo, xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các cháu học sinh, thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các cháu học sinh của thành phố Hà Nội tham dự tháng hành động vì trẻ em năm 2016 ngày hôm nay. Xin chúc quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Các cháu học sinh luôn chăm ngoan, xứng đáng,
trong oan của Bác Hồ. Thưa các quý vị đại biểu, vốn là có truyền thống yêu thương con trẻ, quan tâm đầu tư cho các thế hệ tương lai của đất nước, Đảng và Nhà nước đã và đang chú trọng thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, cũng như các giải pháp trách nhiệm của các cơ quan tổ chức phù hợp với tình hình mới và quy định của Hiến pháp năm 2013. Hiện nay trong cả nước có khoảng 26 triệu trẻ em, chiếm 28% dân số của cả nước, trong đó có gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khoảng 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hàng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tuyên truyền phổ biến vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực để cùng nhà nước chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chỉ thị số 17 ngày 16 tháng 5 năm 2016 với chủ đề Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn và thương tích cho trẻ em, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển. Có khoảng 500 trẻ em bị tai nạn, thương tích, giao thông, đuối nước, ngã, điện giật, bỏng, vân vân. Và mỗi ngày có hàng chục gia đình chịu mất mát, đau thương vì sự ra đi mãi mãi của các con em. Tai nạn thương tích cho trẻ em trong khi các khu vực có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em vẫn còn nhiều. Những chỗ có nguy cơ đuối nước lại không có biển báo. Nhiều gia đình vẫn chưa nhận thức đầy đủ và trang bị kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, dẫn đến những trường hợp trẻ em bị tử vong. Kỹ năng khi gặp tai nạn thương tích. Trong thời gian vừa qua, mặc dù các bộ ngành, các cơ quan trung ương và địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động để tăng cường phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, như triển khai chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ giai đoạn 2013, các mô hình cộng đồng an toàn, trường học an toàn. Trong thời gian vừa qua, được sự các sở ban ngành đã quan tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, xây dựng các mô hình về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em được thực hiện rất mạnh mẽ với chủ trương xóa mù bơi. Cô giáo
hương rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước ngó. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp, chim đua reo trong lá, ca dưới kè thì thào, hương rừng chen hương cúng, em tới trường nương theo. Trường của em bé bé nằm gọn giữa rừng cây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.